Xin chào các bạn. Chúng ta đã đến nhà của Isabel nhé. Quyết đang dắt xe máy vào trong này. Nói chung sau vụ mất trộm kia thì Quyết phải cẩn thận hơn. Qua ta đi. Xin chào. Xin chào, tu đu bay. Ồ, xin chào. Xin chào. Đấy mọi người, nán lốt bên này rất là nhiều nha. Nán lốt bên này nhưng mà nó bị hơi bị muội. Hôm nay cứ làm thế đi. Hơi bị muội đấy. Rút kinh nghiệm lần sau làm sẽ đàm phán trước. Hôm nay đã chuẩn bị trước rồi. Chế bảo, thế là bà đi xem là Bèo. Mọi người sẽ ăn rất là ngon, yên tâm đi. Để lần sau sẽ ăn. Có là Bèo tin. Trời giờ Bèo. À, hôm nay anh quét chị Quýnh. Ok, xin chào. Đấy, anh gọi điện cho em từ sớm mà có được đâu. Sao anh phải xin số của sớm à? Lúc mấy giờ? Trước khi anh đến đây phải một tiếng. À, thế thì vì là rồi. Tại vì em tao đi học. Ta phải về em. Sodo, tắt máy. Rủ ra đi, em rủ ra kia xong rồi anh lại rủ ra đi ta đây. Ấy đi xong là anh thái. Bashama zumbucado. Yeah, sim, sim. Este prato para meter. E não tava acabar de cortar até assim. Ele cortou na travessa ali mais. Por lá dá botar tomate. Giovanni a tirar a água. Espera, passa aqui. Não corta a travessa da gente. Já são. Atravessa você tabuleiro, hein? Toma, eu sou já aqui, eles ainda vão cortar. Sim. Esse tipo branco para sair do... Faca. Cláudio! Anqua Chiquin. Anqua Chiquin! Olha! Eu vou te chamar. Vem mais. Anqua. Faca. Ah, sim. Para beber. É a Betty. Betty. Para cá, Andy. Não, pode cortar. Tá onde? Tá onde, meu? A Bela. Anqua. Sim. Quero sua faca. Ah, tá cortar, pode cortar. Tá bom, não tá bom. Não. A Betty tá bonito, mas tá bom, não tá bom. Tá bom, tá escuro. E vê a cara dela. Tá bem. Ei. Ei, Kiki. Tô reabendo. Pega bem, não caiu a farinha. Vamos comer arroz com Jorge não, já? Já, Cláudia? Como? Hoje arroz, já? Hoje com funge. Esse aqui é funge, esse aqui é arroz. Já? Ok, ok. Já? Ok. Vai juntar. Ok. À, có sao vui. Anh ơi, hay là hôm nay anh đừng, anh không đánh phụ nữa. Để hôm khác. Thế thì nấu cơm đi. À, tất cả mọi người được ăn cơm. Thế thì nấu cơm đi. Đánh ăn thôi. Tức. Nó tên. Đấy, Isabel có cơm không? Có gạo không? Không. Compramos dezembro, acabou, mas já vamos comprar mais. É, agora comer como? Com arroz. Có đây. Tưởng đâu. Bây giờ mới đi mua. Thế bây giờ đi mua gạo à? Đi mua gạo đi. Thế đi mua gạo đi. Ai đó đi mua gạo. 50 tia Isabel. É 500. Juro com Deus, é 550. Uau, o que ele é 500? Meia 250. Pode ir, vai voltar. É 550, juro com Deus. Compra mil. Sim, 550. Vamos comprar de mil. Câmara de mil. Tem que aumentar mais 100. Vai, Dani, deixa aí. Mas se é 500, compra 2 de meio. Essa folha de quem? Madu. Essa folha lá dentro. Ai, quente. Essa folha de quem? Nanot. Deputado, tipo, até folha de feijão. O curso Eu quero ir pra um cadê, ainda vamos comer arroz com queijo, vamos juntar com a carne. Vamos tirar um bocado de carne pra nós fazer bife. Quem tem nem sim? Pela Lalo. Lalo? Não tem cara. Lalo? Vai comer com boi. Carne de boi? Sim.
Vamos fazer como? Vamos misturar as folhas na carne? Junto, depois frita. Amargo. Não. E você escolheu para comer assim? Não, pensei que não tem gosto. Não tá nada mal. É amargo. Não sei o bom. Mastiga. Mastiga. Não. Fugarelo. Eu gostei da palavra. Fugarelo. Fugarelo. Sim, já. Fugarelo. Gostei da palavra que ela falou, fugarelo. Relo. Sim. Ela vai falar com aquele pai que trabalha ali no quilombo. Você trabalha lá mais perto. Boa dura. Isso quando falar me manda até o fim. Procurar, tá? Salad đấy. Dự kiến bị thay đổi mọi người ạ. Tại vì rằng là mọi người bảo là ăn cái salad này không ăn với phun. Thế là sẽ đổi sang là ăn với cơm. Vậy là chúng ta sẽ kết hợp món cơm của Angola nhá. Cơm nấu theo kiểu Angola. Salad kiểu Angola và ăn với món chả nán nốt. Chả nán nốt của Việt Nam nhá. Đấy, nán nốt đây, mọi người đang rửa, Ari đang rửa này rất là sạch sẽ. Bơi cơn nhá. Cô. Bơi cơn nhá. Này có hành này, có mắm, có một ít muối, một ít dầu ăn. Đây là làm bằng thịt bò mọi người ạ, bởi nhà mình không có thịt lợn. Ở đây mua thịt lợn cũng hơi khó cho nên là sẽ làm chả nán nốt thịt bò mọi người nhá. Đây, Giovanni đang nấu cơm theo kiểu Angola nhá. Giovanni nấu cơm kiểu Angola này, phi hành lên trước. Phi hành lên nhá, bỏ gạo vào để đảo. Tí nữa cho nước vào nấu lên mọi người. Mẹ tên mai bát tomati. Nào cũng mất nào. Số, à tí mẹ tên mai aguan nhé. Sí. Giovanni bảo là bỏ thêm thêm nước nữa là nấu lên như bình thường thôi mọi người ạ. Đấy, vừa đảo xong rồi. Chỉ khác mỗi công đoạn là bỏ mỡ với lại phi hành lên thôi. Ở đây các cô bé ở đây rất là ngoan nhé mọi người. Chăm chỉ lắm mọi người, đây chăm chỉ và ngoan lắm. Các cô bé ở đây ngoan. Gạo ở Angola thì không rẻ bằng như gạo ở Việt Nam mình đâu. Ở bên này người ta không có gạo dẻo như Việt Nam mình nhé mọi người. Gạo cho dù là bỏ mỡ hay không bỏ mỡ thì nấu lên nó cũng cứ rời rạc. Nó rất là khô, rất là khó ăn. Như người Việt mình ăn cái loại này thì rất là khó ăn nhé. Như thế này là đợi nấu sôi lên và nấu cạn lên như gạo của Việt Nam mình thôi là được thôi mọi người. Ok. Bây giờ ta sẽ đi ra ngoài để xem là Quỳnh và các bạn kia sẽ làm món chả nán nốt và salad như thế nào rồi nha. Công đoạn salad vẫn đang tiếp diễn. Claro. Sim. Salad, esse nome do prato que vamos fazer é que? Chama que? Que nãy hả? Chả nán nốt. Chả nán nốt. Chả nán nốt. Chả nán nốt.
chả lá nốt. Chả lá nốt. Mình không biết là mình hình như mình cũng bị ngọng N với L ấy. Đây, Quỳnh. Oji à, ơi, vamos dançar. Né? Oli à. Vai. Vai dançar. Tá bom. Đây, Quỳnh hướng dẫn Ari làm đây. Ari, Ari cái gì cũng thích làm. Ari làm khéo tay lắm. Ừ. Thịt nó có trộn thêm cả lá lốt nhé. Thịt trộn lá lốt này. Thịt trộn lá lốt, hành. Có muối không? Có muối ạ. Hành, muối, lá lốt rồi. Mỡ, dầu ăn rồi. Thì Quỳnh đang hướng dẫn Ari và mọi người làm. Kỳ tại mình đang gói lại cái. Đấy, Beth bảo là phải quay cái món salad của Beth đi làm đây này. Đấy, bảng ở ngoài mọi người vẫn đang học nhá. Để bảng ở ngoài học này. Không phải là đủ quạt. Ari, Ari thì vừa điều cháu vừa làm. Mọi người, em tên là Elizabeth, em sou Angola, em là... Đây, rán bằng chảo này. Em là mình làm mùa bấy tuổi. Đấy, Ari dùng đũa đấy. Ari dùng đũa kìa. Dùng đũa siêu út rồi, kinh chưa? Còn lấy đũa đi. Giovania cũng thích lắm rồi. Đây, Quỳnh đã rán rồi nha. Ôi, đã bắt đầu có mùi thơm rồi đấy. Bắt đầu mùi thơm nè. Rán chả lá lốt đây. Chị Quỳnh trà, Ari gọi Quỳnh trà. Quỳnh. Ari làm, Ari làm. Ari ngồi đây. Ari ngồi đây làm này. Ari ngồi đây. Ngồi đây. Ari xem tạp chí. Thử nói tiếng Việt cho Ari biết không? Hiểu đấy, nói nhiều là Ari hiểu đấy. Ari ở đây. Anh quay sát vào nhìn nó mới rõ. Ari khó gói đấy. Ari gói đấy. Ari fazia bonito. Mình bảo là Ari gói rất là đẹp. Chả lá lốt này thì thơm thôi rồi. Có khi hàng xóm vừa thấy. Tức là người trong Ari quấn này. Ari là cô nhỉ? Ari là cô của Ari Bao Đù nhỉ? Happy à? Do Rival Đù. Ai có mấy cái gì vậy? Đấy, cô ấy nha. Nè nè. Cái quán phải xong là gì? Là gì mà? Ê, ông phải tao cái gì đây? Ông phải lấy nó phi lô ta đi. À, mấy cái gì mà mày là tàn đi. Thơm chưa? Thì nó phải lúc mà ra cần, lúc mà ra cần nó quần. Thôi rồi. Ê, là nó phải là xin chưa? À, được một cái đầu tiên nè. Cái thứ hai đây hả? Đấy, trông đẹp phết đấy. Dos más. Thơm lắm, thơm lắm. Con tàu bên buôn rồi. Trong lúc Quỳnh nấu ấy thì mọi người đang tiếp tục làm một phun nhé. Người làm, mỗi người làm một việc.
Now, el Roba mota. Roba gatuna. Mentira. Tá bem, gatuna bonita. Roda na. Gatuna bonita. Đấy mọi người, đây là làm thành thục rồi. Trông đu đu gói rất là chuyên nghiệp ở đây này. Làm chuyên nghiệp rồi. Thơm không? Isabel thấy thơm không? Thơm nhỉ? Giovanna thấy thơm không? Santico mù? Tassara bên? Nhìn chị Elena hôm nay cầm đũa tốt hơn rồi nhá. Rape gà bao bên. Bao gà bên gì? Đấy, Ari vẫn tranh thủ học nha mọi người. Đấy, một cái bảng này rất là hữu dụng luôn. Mọi người xem Ari tính phép tính 25 chữ 9 nha. Xem Ari có tính được phép tính 25 chữ 9 không? Ari học lớp 3. Đấy. 25 chữ 9 xem Ari tính là bằng bao nhiêu? Se você tirar um, não tem saldo no coiso, e aumentar ali, vai ser aumentar no 9. Isabel đang gợi ý. Isabel đang gợi ý cho Ari nhé. Isabel gợi ý cho Ari. Đang nghĩ. 15. Cláudio, Vamos fazer. 15 menos 9. 15 menos 9.
Agora vocês vão ajudar aqui. Agora ele está a fazer um teste. Sim, é igual a 16. Sim, eles são nossos amigos, são muito bons. Nós amamos eles. Eles são muito bons, são muito boas pessoas. Eles são como um pai para nós. Nos ensinaram a fazer aquela atração. Essa mulher que está aí, a nossa amiga. Đó, rán xong rồi nha mọi người nha. Cơm nấu kiểu Angola này. Đây. Chả nán lốt. Chả nán lốt. Cơm. Cơm không có bát con à? À, để chồng Isabel à? À, để phần cho chồng Isabel à? Cơm này, cơm nha. Chả lá nốt nha. Salad nha. Salad này. Nước ngọt này. Và bia, tí nữa mang bia ra nữa nha. Mọi người đang chuẩn bị để vào mâm. Sắp xong rồi đây mọi người nha, để tính xem là mọi người đây ăn như thế nào. Đây cũng giống như kiểu là cơm Việt Nam thôi, nhưng mà nấu theo kiểu Angola. Đây là hôm nay là kết hợp. Mình hôm nay mình định đánh phun, nhưng mà mọi người bảo không ăn phun mấy cái salad này được. Đây là ăn theo phong cách của Angola nha mọi người. Học cách kết hợp ăn theo kiểu Angola đấy. Rồi, vamos comer já. Vamos já comer. Đấy mọi người ăn đi. Mình ăn đi, mọi người ăn đi. Bóc bia, bóc nước ngọt đi. Đấy. Nazi vem comer comida. Của Beth đâu? Beth thì đâu? Nó phải ta đi Beth đi. Dạ. Beth thì ta kì. Ok. Ai quét đi. Đủ chưa? Esse também tem um cabeção. Hã? Deixa eu ver para ver como é. Cabeção. Rồi. Nước ngọt này, không ai uống nước ngọt à? Gazoza, Betty Tang. Đây, Betty cũng về luôn bây giờ rồi. Isabel, ăn cái chả nem đấy, à cái chả nanốt như thế nào? Chưa ăn em ăn thử xem thế nào. Em ăn thử xem nào, xem chị xem chả nó nốt quá. Isabel nhận xét là coi như là công tâm nhất. Có ngon mà. Có ngon à? Ừ. Em muốn trả cô. Giovania, essa como é Isabel. Ana. Ari. Mọi người thích cái chả nán nốt này đấy. Esa que quem tá, né, tá aqui. Betty. Betty, como é que tá? Vai levar no mar, tá bem. Já tá do, né? Para Betty, né? Sim, para Betty. Betty, licença. Betty, licença. Manu, como é como? Ngon. É pra Betty. Ngon. Betty, vai comer. Como é como é, nena? Có vẻ mọi người ăn ngon mà. Thôi được rồi. Mọi người trông này, ăn rất là ngon nha. Chico, você não vai comer? Vou comer. Chico, não tem cadeira, né? Tá aqui. Tá.
Vou tentar comer. Vou comer. Cabeção! Depois vai assustar, foi. Tá vendo? Ngon không? Ngon à? Ari ngon không? Ngon à? Thôi được rồi, video sẽ kết thúc ở đây thôi. Để mọi người ăn cho ngon miệng nha. Nam ta bên lìm. Nào, chúc ăn ngon. Chúc ăn ngon, Isabel. Có chào gì không? Có chào gì mọi người không? Chào, đang ngon lắm. Đang ngon lắm à? Không nói được. Quỳnh nào chào mọi người không? Tôi xin chào mọi người nhé. Mời mọi người ăn cơm mà. Mọi người nhớ ai đây không? Bom, eu tô gostando de comer, apesar de não saber pronunciar o prato, mas está delicioso. Mọi người có nhớ ai không nhỉ? Agora só vào na língua dele. Bạn này xuất hiện trên video một lần nữa nha, hai lần nữa nha mọi người ạ. Ra, chào Việt Nam nào. Xin chào. Chào mọi người, để cho ở đây mọi người ăn nha. Mọi người rất thích đó. Được rồi, mình cũng xin chào mọi người để mình ăn nhá. Nếu mọi người yêu quý, là mọi người yêu quý kênh và thích vợ chồng mình thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ nha. Xin chào nha, xin chào. Tem aquelas verdes. A padeira é aquela que você faz o refogado, tá vendo? E depois lava e mete, ela murcha por si, nem precisa. Eu ainda mesmo com a rama de batata. Tá.